mắm chiên su cá cơm Biển Đông thơm ngon tới giọt cuối cùng. Nói hôm nay là Hòa chạy giá đỉnh lắm phải không? Trời ơi, còn gì để nói? Chị 25.000 hả em? Ngại dã mát. Xuất sắc chưa? Em mua một con sam ạ. Vâng ạ. Con sam này thì là các em nên mua theo đôi. Thì vì là nó là theo đôi thì là còn vâng ạ. Bền chặt. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là bọn em mẹ cũng không có tiền nhiều ấy. Thì một đôi nó là bao nhiêu tiền ấy? Một đôi của nó thì rẻ thôi mà em. Cứ ích giúp em cái này. Ừ. Bọn em nhà hàng mới mở anh ạ. Kiểu tiền cũng không có nhiều ý. Nên là bây giờ bọn em phải tiết kiệm chi phí. Em không biết làm nào. Anh cho bọn em hợp lý hơn. Hợp lý hơn. À vâng, đúng rồi. Em là lần đầu tiên đến Cô Tô luôn. Em yêu ở đây lắm luôn ý. Mà nhà mình lại dồi dào về các loại hải sản. Bao giờ đam mê của cái thì mình lại chạy sang à. Vớt thêm 200 để về công việc chế biến. Tôi chết rồi, 1 triệu mà trong túi em có 500 rồi sao ta? Bây giờ làm sao nhở? Bây giờ chết rồi em ơi, có mỗi 500 nghìn mà sao lấy 1 triệu rồi sao rồi ta? Sang đi. Chết rồi. À, bây giờ là 500 nghìn hai con. 500 nghìn hai con thì anh yêu cầu gì ở bọn em nào? Quá đơn giản, ôi giời ơi, anh ơi. Năm trăm nghìn hai con. Biển Đông. Đâu không anh? Okay. Đây, cảm ơn anh. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều ạ. À. Chúc anh nhiều sức khỏe ạ. À. Vâng, bây giờ anh bắt giúp em. Trời, nó to lắm quá. Được ạ. Ôi. Ôi, sao vậy? Đây là con cái em. Bớt 20 ngàn mình không dám lấy. Bớt được. Mệt quá. 700 ngàn mà lấy luôn. Em phải hát mấy bài đó. Ờ vậy hả? Wow. À vậy chứng tỏ là chê giọng hát quá.